Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Thống Nhất đã tổ chức hội nghị hạ quyết tâm giao quân năm 2024. Năm 2024, huyện Thống Nhất được giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi 255 thanh niên lên đường nhập ngũ. Năm nay, số thanh niên trúng tuyển có sức khỏe loại 1 chiếm gần 11%, thanh niên có trình độ đại học cao đẳng, trung cấp chiếm hơn 23%. Năm thanh niên nhập ngũ là đảng viên vượt chỉ tiêu theo quy định. Tại hội nghị, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã thị trấn đã báo cáo kết quả chốt quân số, tình hình phát lệnh cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, công tác chuẩn bị cho hội trại tổng quân, lễ giao nhận quân vào sáng ngày 27 tháng 2 tới, đồng thời hứa quyết tâm đảm bảo giao quân theo đúng kế hoạch chỉ tiêu trên giao.